Kính thưa quý đại biểu, kính thưa quý thầy cô, như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói, nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo. Các thầy cô giáo không những dạy chữ mà còn dạy người. Họ cứ như cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu, thầm lặng tỏa hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng đến với ca khúc Khúc ca Người giáo viên do cô và trò trường Trung học cơ sở Kim Nỗ thể hiện. Như những cánh chim về đây bên nhau.